bất thường sẽ diễn ra. Vâng, cả hai vẫn đang drone up, đang ăn mỏ, đang khai thác vàng. The game is not, no one plays close enough to perfect to make a difference in this. Yeah. And that'll probably always be the case. Where like, we have robots playing. Đây là tầm nhìn của game thủ Fly, và đây là Roro ạ. Hai bên đều đặt xuống summoning pool cho mình, tuy nhiên là tôi nhìn thấy rằng là Roro đang ăn đặt xuống summoning pool sớm hơn một chút thì phải. À không, đang ngửa nhau thôi bạn, không sớm hơn một chút nào. Tình lệch không đáng là bao nhiêu cả. Cái chợ hot six, logo hot six hiện lên trên màn hình của ông ta. Không, mình không, mình thì tất nhiên là mình không dùng ác của thím nào cả, mình dùng ác của mình rồi. Alright, so do you think Roro can come back on this map? Oh no, we know. Well, it's gonna be tough. He's definitely gonna have to. I mean, if he can somehow defeat Life's crazy early aggression and how explosive. Mình chỉ có stream ở trên kênh của Thím Tó thôi. Yeah. Tại vì ngày xưa kênh của Thím Tó là kênh được cập nhật thường xuyên. Nên là mình tham gia, mình cap cho Thím Tó thôi, nhưng bây giờ Thím Tó thì mới kiểu lười quá rồi, thì mới bắt đầu tỏ ra lười biếng rồi. Đúng rồi, chính xác, dùng từ để nghỉ rồi cũng chuẩn luôn đấy. Anh em bảo có nên cắt kênh này đi không? Thay kênh của mình vào. Tó này hoang tưởng hàng ngày luôn. Vâng, bật lại quay thêm lần nữa rồi. Này thì cả hai bên đều đang ăn hai mỏ hai cho mình thưa bạn. Cả hai bên đều có mỏ. Viên giấc linh của Lai đã sang nơi và đang bắt đầu ngồi cắn hatchery của đối phương rồi. Vâng, giật phát lại thấy không thấy gì xảy ra rồi. Đây con giấc linh của Roro đã sang nơi. Giấc linh của Lai cũng có mặt ở phía bên trong. Vâng, đang đối đầu với cả mấy con drone liền. Đây army cả hai bên thì xem nào. Lai đang có gấp đôi số lượng army so với cả đối phương. Trong khi đó trận đấu lần này thì Roro đang bắt đầu nâng cấp speed cho quân đội của mình. Nghe nâng cấp khá sớm thôi các bạn. Mà chán quá. Sao giờ này vẫn còn quay được nhỉ? Mình bó tay luôn đấy. Không biết có thanh niên nào đang download gì trên mạng mình không? Này thì tôi nhìn thấy Roro đã bắt đầu nâng cấp đời 2 cho mình rồi. Mình pull đã hoàn thành xong nâng cấp speed cho giấc linh. Vâng, lại quay vãi cả đường mạng. Đâu đây là 2. Đây là đang xem 2. Hôm nay ác lên lên. Hôm nay ác lên ác xịn rồi, mua tích kít rồi. Vãi cả lúa. Mình hai mờ nhạt quá. Hiện nay thì Line đang đặt hai Evolution Chamber, à không, đặt một nhà Rot và đặt một nhà Evolution Chamber bên ngoài cho mình. Roro cũng vậy, cả hai bên đều thi đấu rất giống nhau thưa các bạn. Này Roro đã bắt đầu móc ra Rot rồi, tuy nhiên là Line thì mới hoàn thành được nhà rốt thôi. Anh ấy cả đang bắt đầu nâng cấp cộng 1 tấn công cho mình. Vâng, anh ấy có thêm một nhà Evolution Champion nữa. Như vậy Lai sẽ nâng cấp 1-1. Còn Roro sẽ nâng cấp cộng 1 tấn công và speed cho cho rốt của mình. Nên Lai cũng mới bắt đầu nâng cấp đời 2 lên le cho mình thôi. Roro đã bắt đầu đập đá để chuẩn bị ăn mỏ 3 rồi. Vâng, cả hai bên lại tiếp tục mát rốt thưa bạn. Ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều rốt rồi. Yeah, definitely could see that, but
You know, I would say if he just keeps an eye on it, if you look at the drone count, we're starting to get pretty expensive for life in the areas in which Quá. What are those roaches doing? Dance is free time for sure. Hiện nay thì Lai bắt đây là tầm nhìn của Lai đã nhìn thấy rốt của đối phương rồi. Chúng tôi sẽ chuyển xuống medium để xem thử xem có gì khác biệt trong này. Đỡ lag hơn không? Này thì chúng ta nhìn thấy rằng là Lai anh ấy đã bắt đầu đặt rồi. Vâng, hiện nay chúng ta nhìn thấy đây. Con đội của Roro đang tập trung put sang mỏ của Lai rồi. Lai đang phòng ngự với nhà Rock Raven với 2 Evolution Chamber với một Five Color và một Queen nữa. Nay về số lượng Rock thì Lai đang có 20 con Rock, tuy nhiên với lực lượng phòng ngự đông kia thì chắc chắn Lai có thể phòng ngự được rồi. Rất dễ dàng. Hai bên hiện nay thì đều đang có mỏ 3. Vâng, hiện nay thì Roro đã phá được hai nhà Evolution Chamber của đối phương rồi. 30, vâng, Lai có 30 rốt. Bây giờ thì Lai đã bắt đầu đặt xuống nhà spy cho mình. Anh ấy sẽ chuẩn bị lên Muta chăng? Ôi rồi, ôi. Vâng, đây không phải là do vấn đề đường chuyển mạng của mình. Đây là vấn đề về băng thông quốc tế thôi các bạn. Chán luôn. Quick speed and plus one. Knows for a fact that he is going to have a slightly. Đây là do tích hay là do cái quái thì tôi không biết. Tóm lại chúng ta xem medium, chúng ta vẫn bị thì bó tay rồi. Vâng, hiện nay thì quân đội của Lai đang có ở vị trí phía dưới, anh ấy đã bắt đầu áp sát quân đội của đối phương rồi. Hiện nay như tôi nhìn thấy rằng quân đội của Roro đang chia quân khá đẹp, nhưng mà lực lượng của anh ấy đang rất là mỏng luôn. Trong khi đó Lai thì anh ấy có đến tận 3 hàng rốt đứng như thế kia. 3 hàng rốt luôn. Lợi thế rất lớn nghiêng về phía Lai của chúng ta. Vâng, anh ấy đã có nhà spy sắp sửa hoàn thành xong rồi. Lai đang nâng cấp 1-1 lại cho mình, cùng với lúc đó là anh ấy thêm nhà spy nữa. Khả năng anh ấy chuẩn bị lên Muta chăng? Muta là một unit rất cơ động và đặc biệt là trên những cái map như này, Muta có thể phát huy được lợi thế của mình. Nên Lai đã bắt đầu lên 6 con Muta rồi. Anh ấy đang móc ra cả Rốt và cả Muta thưa bạn. Nay thì Roro đã bắt đầu hoàn thành xong cộng 2 tấn công thì phải, và anh ấy bắt đầu nâng cấp cộng 1 giáp cho mình. Lại bị đây là vấn đề đường truyền của Twitch rồi, đến bó tay rồi. Bây giờ mình không biết là còn nên là đổi sang con VPN của mình không đây này. Bây giờ mà đổi sang thì may ra có cơ hội được xem mượt. Đây là lợi thế về Rốt đang có lợi hơn cho Roro của chúng ta. Anh ấy đang có 47 con Rốt, tuy nhiên là có lẽ anh cũng đã phát hiện ra được Muta rồi. Vâng, hiện nay combat đang diễn ra ở vị trí mỏ 3 của Lai. Hiện nay hàng Rốt và hàng Queen đang có được của Lai, vâng, đã phải rút trở về rồi. Có vẻ quân đội của Rốt Roro ở đây quá đông, tuy nhiên là Muta cũng không phải là lợi thế quá lớn cho game thủ Lai để giành chiến thắng ở trong cái pha combat lần này. Này Roro đã có cộng 2 tấn công rồi. Đạo quân của anh ấy đã còn đông hơn cả đối phương nữa. Bút ra là coi như đúng là cũng vỡ mặt rồi. Ôi giời ơi. Rồi xong rồi. Vâng, hiện nay thì quân đội ở đây Roro, tôi vẫn nhìn thấy những con Rốt màu xanh, tuy nhiên Rốt màu xanh đã bị kẹp ở giữa. Vâng, hiện nay quân đội của Roro đã phải rút trở về rồi. Hiện nay Roro đang phải đặt thêm cho mình 3 cái spy color và 3 mỏ để có thể là phòng ngự trước Muta. Vì nay Muta đã bắt đầu mới bắt những con Overlord rồi. Rốt của Lai cũng đã bắt đầu đá put lên. Vâng, sắp sửa chiếm vị trí Senga Tower rồi. Ở đây tầm nhìn của Roro đây ạ. Giờ thì Muta đang quẩy quanh bản đồ. Ta hiện nay đang có khoảng tầm 5-6 con ở đây. Đi chủ yếu bắt Overlord là chính. Roro sẽ bị supply kép nặng nề. Nhìn chúng ta thấy hiện nay thì về lượng farm thì Lai đã có 141 farm rồi. Đối phương chỉ có 106 mà thôi. Nay thì Lai đã bắt đầu nâng cấp cộng 2 tấn công cho mình. Roro còn đang nâng cấp cộng 2 giáp thôi. Vâng, đây, Muta đây. Muta gọi là thích làm gì làm thôi bạn. Không có gì phòng ngự Muta cả. Có nhìn thấy nhà Hydralic đen của Roro rồi, nhưng mà hình như không thấy có sự xuất hiện của Hydra để có thể counter lại Muta. Vẫn còn 5 con Muta ở đây. Vâng, 5 Muta đang bắt đầu bắt con Queen ở vị trí mỏ thứ 3.
Ôi rồi ôi. Chán quá. Có tay, vâng, đây là Queen đây. À đây, đây không phải Queen mà đây là đấy. Đây là à, vâng, mình sẽ quyết định rồi, mình sẽ khởi động lại kênh stream. Mình sẽ chuyển sang VPN xem sao, hy vọng là nó sẽ đỡ hơn. Các bạn chờ trong khoảng tầm 6 giây nhá, 10 giây đi.